Thì hôm nay thì xin giới thiệu các bạn một cái cây cờ lê lực cách điện của hãng Keystone Germany, chính là cái cây mà trên tay mình đang cầm đây. Thì cờ lê lực ở trên kênh YouTube thì đã nói quá nhiều rồi, nhưng hôm nay sẽ là một cái cây mà từ trước đến giờ chưa bao giờ có, đó là cây cờ lê lực cách điện. Đây, bạn thấy cây này thì được sử dụng trong cái việc mà kiểm tra lực siết bu lông tại những cái điều kiện làm việc mà yêu cầu những cái dụng cụ cách điện lên tới 1000V, và cụ thể đó là ngành sửa chữa cho ô tô điện, ô tô hybrid, có thể kể tên như là sửa chữa ô tô VinFast VF8, VF9 hay là các dòng xe của Porsche Taycan hay Mercedes. Đấy, thì trên tay mình đang cầm đó là cái cây của Keystone có mã hiệu là 118 3850. Đây là các tiêu chuẩn cách điện VDGS 1000V, IEC 60.900. Đó, đây là cái mã series của cái cây cờ lê lực cách điện này. Đây, nó vuông 3/8 inch này. Phần đây là phần điều chỉnh lực này. Đấy, điều chỉnh lực ở cái phần này thì chúng ta mở rút cái chốt này ra để chỉnh lực, xoay theo chiều kim đồng hồ để tăng lực và ngược lại là để giảm lực. Sau khi mà điều chỉnh lực tương mà cần để siết xong thì chúng ta đóng cái lắp này vào nhỉ. Đó, thì là để khóa cái lực siết. Trên cái thang đo lực này thì có hai cái giải lực mà rất là phổ biến thôi, đó là Newton mét và foot pound. Thì tùy thuộc theo cái công việc hay là những cái lực yêu cầu mà chúng ta điều chỉnh dựa trên hai cái thang đo này. Đây là kiểu cái lê lực dạng window, tức là nó có một cái mặt cửa sổ đồng hồ nhảy để chúng ta có thể cầm để theo dõi cái lực siết. Cầm cái lê lực thì đây là cái phần tay cầm. Đấy, chúng ta cũng không được cầm như thế sát quá như này. Không nên cầm sát quá như thế này, hay là không cầm quá xa như này. Đấy, bởi vì nó tuân theo cái định lực định luật 3 Newton, đó là moment xoắn thì bằng lực nhân cánh tay đò. Đấy. Cây này thì nó không có cái lắc đảo chiều. Đó. Đấy. Tất cả những cái lớp bọc ngoài đây thì đều là lớp cách điện rồi, nhưng mà khi chúng ta sử dụng thì nên với những cái điều kiện đặc biệt thì nên đeo thêm một cái găng tay cách điện nữa để đảm bảo an toàn nhất. Găng tay mình đeo đây thì không phải găng tay cách điện nha. Ở đây thì mình cũng có thêm, đây là cái đầu bit socket XZN, một loại đầu bit rất là phổ biến dùng cho ô tô, của nó là M10. Đây là đều là loại cách điện 1000V hết này. Đây là khẩu, đây là thanh nối dài đó. Đây kết nối bằng với thanh nối dài đó, và kết nối với khẩu này đó. À, đây có một cái lẫy rút chốt này xuống này để lắp với khẩu, xong đó thì rút ra. Đấy, sau đó thì sẽ lắp vào bu lông này để cân lực thôi. Đấy, thì thao tác nó sẽ đại loại là như vậy. Mặt khác chúng ta sử dụng với cả bit socket thì vẫn là đầu 3/8, sử dụng với cả bit socket đầu 3/8 thôi kết nối đó, không có dùng để vặn siết ốc trong cái lực mà chúng ta đã cài đặt đó. Và một những cái lưu ý quan trọng nhất trong video về cờ lê lực mình luôn nói, đó là chúng ta phải điều chỉnh về cái giải lực min của cờ lê lực này sau khi mình đã sử dụng xong đó. Đây, điều chỉnh về đó là những cái chốt. Đó, cái cờ lê lực này có giải thao tác của nó là từ 5 cho tới 50 newton. Đây, cây này thì nó không có in ở trên thân như mọi cái dòng cờ lê lực phổ biến, mà chúng ta thì nhìn luôn ở trên cái mặt window này. Đây là tất cả những cái gì muốn chia sẻ về cây cờ lê lực cách điện trong video này.